thầy sẽ gì nhỉ? Thầy sẽ vào chỉnh một chút cái DS đó. Thầy sẽ vào quản lý DS là dây nó dùng nhé. Khi mình cài cái dịch vụ ấy thì nó sẽ có thể cài luôn cái DS của mình dần vào DS rồi. Và thu DS đấy. Thì sao? Ok nhá. Thì con máy 10 này thầy
không, không được ạ. Khi thầy gọi của bạn có tên miền ấy, thì nó sẽ do nhờ hai chân lại, nó cũng lại nó sẽ biết được tên miền đó. Vậy thì nào? Em thử. Bạn sẽ check cho em cái UE tool này đấy. UE tool như thế này là? Vâng. Đấy, như thế này nhá. Thế này thầy thử xem folder đi. Thế này thầy sẽ đi. Sẽ để một folder là gì? Là sử dụng một con file folder nhỉ? Từ đây các bạn có thể tạo cho thầy một group đúng không?
Miu hút bên nước mà là nó cái sát ba đấy là tên là cũng là tên nước mình luôn cả đi mình đánh nó có đây. Ok hôm nay là mình xong từ lúc này thì mình sẽ tạo ra những user thành viên trong lớp mình không cái user trong ngoài ở chỗ Tego em bảo đây có phải gì còn tiếp cái sát ba có đủ cái đồng người là user hai đồng người hút đấy cái color kia là gì màu đấy hãy biết chưa dụ tên em đi ạ nó viết tắt đi dụ tao tên họ tên tên thì họ đem viết tắt tên mà họ để nguyên gì đấy đấy thì ra cái user thì em tạo user đây user nó này thực tế sao khi tạo người dùng mà cái người dùng thì bắt để làm cái này để đầu tiên người dùng người ta nghe phải bắt cái quân nhưng mình làm lát mình bỏ ý đi cái đối ảnh của quân chọn nghe vào điện thoại đấy nó cũng là nghe vào điện thoại nó cũng nghe vào điện thoại cái thằng vừa nói lại như vậy rồi máy phí này rồi giờ em ép cho thầy chữ phải vào cái tên tài khoản em ép đúng ép thủ đúng bấm vào đây ép thủ đúng thì có tên group bạn gì thì ca thì chắc nên là cũng là đủ đủ đấy bây giờ em đã ép cái tài khoản của em vào group này rồi giờ em chuyển phải vào cái tài khoản của em copy là gì đấy, copy thì là gì nó giữ nguyên chủ tính mình vừa tạo giờ em tạo một tài khoản khác đấy bắt trưởng tên trưởng nhưng tiền đàn thì gì sau khi mình cài cái này thì mình sẽ làm được cái đấy không chứ mình sẽ tạo tài khoản dùng sau này công việc dụ cụ mình vừa xe là data tạo rồi vào gì vào cụ cài đi không thì khi mà em tạo xong rồi xong em vào mở cái group của em group tân di này member tắt member đấy thì là có hai bạn dưới mà trong này đấy thì hoàn toàn ví dụ cái bài này đấy thì khi cài cái group thì mình sẽ làm được đấy nhưng mà thì các bạn đừng lo vì sau này mình sẽ học rất sâu về cái này mình chỉ ý nghĩa là cho cài làm gì cài thì mình sẽ có cái tài khoản rồi chỗ này cứ bỏ qua nhé, mình kia sẽ có tâm một cái xuống sẽ có bài hát về cái này các bạn cho giờ khai lên đi một cái cast main đi vào app cái row em cứ chờ đâu thế xong mình đi vừa đi vừa đi vừa tạo đi vừa tạo lúc chân quyền cái này là tài khoản có quyền quản trị tức là vào admin của cái con server thì giờ sẽ lên một cái sẽ là admin server nếu em không có thì em chia sẻ bài ra là gì
À, tên là gì mà xong mà cái tên không không thì cái này. Tao mới chơi cù không? Tao với mày chơi cù không? Không, tao không chơi cù. Nói mày nói gì? Tạm chỉ mình tốt cho bạn bè. Anh vừa cài cái deep của mình luôn à? Đây là gì? Khi anh đổi thì đau thương nó sẽ có cái điểm mắt mới mạnh, bằng 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 b
20.000. Nay mua bao nhiêu ở hơn? À, cấu hình bạn bạn để đến bảng nhé. Đây là bạn đồ tài này, bạn đồ tài đấy SD rồi đúng không? Là cấu hình đúng không? Anh lớn. Cấu đâu đi? Cấu đâu xong vào gì? Vào cái chỗ vali của nó kia đúng không? Nó thứ hai đúng không? Đấy. Bấm vào bằng nít đúng không? Kìa gì? Cái bước này để nhằm mục đích là gì? Đấy. Nó sẽ xác thực xem con này có thì có được đóng vai trò đấy SD thì không biết thôi. Đăng là đâu? Đấy, anh đấy, sau khi đăng rồi thì anh vào SCB làm full không? Là tôn. Tôn. SCB. Đấy, thì tạo ra thành cái view, cái scope đó. Anh đưa hình bốn và anh đưa hình bốn. View scope đó. Đặt tên là Windows DS đó. Windows thì mình sẽ viết cái tắt. Đấy. Đấy cho cái start ID là gì? Từ 10 này, 12.0.50 chẳng không? Chấm 50 đến 150. À, mình sẽ cấp từ 50 cho đến 150. Đây, 12.0.50 chẳng không? Cộng 100 địa chỉ. Đấy, V3 vào đây. Sao đây mắc phải số 24 đi? Em bấm trên kia được, hoặc là em gõ đấy được. Em chọn 24 được. Em chọn 24. Em đánh chữ 24 được. Đấy, thế là 24 bit mạng. Và mình có bài trừ không, có bài trừ được cả, thì mình cấp từ 50 được. Đấy, thời gian về đó, cách đi, 8 ngày. Đấy, biết. Đây là gì? Đây là địa chỉ của router. Ví dụ em để là 10.2.24 đi. Ta sử dụng đặt, đây là địa chỉ router của thầy thật anh. 10.2.24.254 nhé. Đây mình sẽ cho S à? S không đấy. Đấy không. Ở đây thì đấy không. Đấy là sao? Mỗi cái đề chú ý là router, đề router. Rồi. Sau khi xong thì sao? S thì bấm chuột phải vào con tên server này. Tên C thế thì không. Tên C. Từ gì start switch vào không? Con start. Thì ta sẽ biết không? Đấy, xong thì sẽ có một con gì? Nó sẽ có một con DHCP rồi không? Rồi. Sau khi DHCP rồi, cấu hình VGS rồi không? Thì gì? Thì mình vào cái gì này? Mà tất nhiên là cái phân vùng của mình đang định dạng là tên là TPS không? Em vào gì? Em vào tool đi. À, gì? Windows Development Suite không? Hoặc là DWS.MC. Đấy. Vào đây sao nhỉ? Có mật xung quanh đi. Có mật xung quanh đi. Có mật xung quanh đi. Mình bấm vào đấy đâu. Nó là chưa cấu hình thì mình bấm chút phải vào đâu. Còn fix server đâu. Next. Cái này sẽ thích hợp với AD không? Next thôi đúng không? Còn cái kênh. Đây, thế là cái ổ cài mình để đâu. Thì đây mình sẽ để C, Facebook, Install đâu. Để nguyên thành được. Có mật đổi. Văn Linh thôi, bảo cái ổ này đang chứa cài bên đâu, biết hết đi. Rồi, tích hợp SCD vào không? Đấy. Rồi, thế thì chú ý một chút nhá. Mình chọn cái gì nhỉ? Nó bảo là cái nào có quyền là bút từ bên IKEA không? Bút từ cộng mạng ấy. Thì đây, Văn Linh thì nó bảo là gì? Không cho cái nào cả, đúng không? Cái thứ hai là gì? Chỉ có những cái nào mà nó đi. Là do nó lên rồi. Mấy con là biết. Đấy. Cái thứ ba là gì? Any đúng không? Tất cả cái nào mà kể cả biết biết đều cho bút từ đấy. Mình chọn cái thứ ba nhé. Đấy, phần thứ ba. Còn tích không ạ? Không phân tích gì đấy đâu. Rồi xong phần cấu hình này, sau thì... Sao anh bỏ hết ra đấy? Nào, cái gì lớn rồi. Tại tài sản của em ấy. Tại là nó hỏi là mới mua mấy chục. Đấy, mấy chục. Bao nhiêu? 150. Đó, 150. Đó. Thôi tập anh đi. Rách của nó đấy là... Ngày xong thì bấm phải vào, bấm phải vào F vào đi. Em cái bút đúng không? Đúng rồi. À, tiếp theo thì gì? Em phải chọn cho thầy cái... Tôi để này. Em bấm chút phải vào pin cho nó nhỏ đi.
cho phần phun cho nhỏ. Em bấm cho phải vào con PC rồi từ từ. Tôi đuổi cô cái đấy. Xích tích xích tích. Chờ cái tay vào đi. Đi rô theo đi rô. Đi rô đây là đang vào chỗ đi CD. Đấy, cái rô cho thầy đến nguyên 10, kéo xuống dưới cũng nguyên 10. Đấy, đưa một cái nguyên 10 vào đúng không? Rồi, ok. Đấy, còn lại cái nút này. Mày đang ẩn xuống dưới rồi. Đấy, đó, đang mở. Ẩn dưới xanh kia. Rồi, ép lại cho thầy cái bút nhá. Đấy, bắt đầu lên cái suộc mình vừa vừa. Suộc qua đâu đúng không? Đấy, tức là mình phải. Đấy, có CD này đó, suộc. Đấy, khai bút chấm nguyên đúng không? Rồi, đây đi. À, từ từ bách, chỗ này thì mình đặt cho nó cái tên rồi dễ nhớ đâu. Sẽ không thấy nhỉ? Ví dụ là đề câu bút đi, nguyên 10 đi. Để sau này mình có một cái capture. Để nó đưa lên mất cái capture. Cái này là ổ này của chú đang là tool. Đề câu bút nguyên 10 cách này thì dễ. Restart câu cách này, bút cách nguyên 10 đúng rồi. À, cái ổ D này đang là tool này. Bỏ tay ra. Cái ổ đấy em đang tìm xong đúng không? Không, em vừa chỉnh như kiểu là bản. Em có nhìn thấy đường dẫn ổ đĩa của em đang là. Em nhìn rồi, lách đi. Em nhìn được trên. Em vừa chỉnh tên là đẹp cho bút 10 rồi. Em vừa chỉnh rồi. Chỉnh rồi. Em restart lại đi. Tại vì kiểu hỏi thầy xem. Thế thầy em vừa làm cái ổ đĩa của Hương này nó đang nó cho đang, vào không nhận à? Không, tức là nó đang át cái tung vào cái ổ đĩa ấy. Thì khi mà iMac boot iMac vào nó sẽ không hiện ra cái file nó không báo hiện hàng ở suộc à? Vâng. Cái ổ đĩa của em đang đủ lắm. Anh mình một lần như thế rồi em cứ restart lại cái Win Server này. Đang phải không? Nó đang đi tách cái ra. Em restart lại đi. Em là sư của máy, cả máy cộng bảo máy chất. Em là sư của máy. Kỳ này có thể ấy được kiểu đi ba lại cả một đường miền em và nó gốc xanh sáng thì kỳ này thì cái bài này đang mát để chơi luôn thì ba học rất sâu về cái này liệu bán nhà thì có đủ để mua mày ơi xem chiều nay về lâu gì đó rồi xong gì chuột phải của cái demo bút hết gì cũng ở cái cửa sổ bút đi hết này gì tạo một cái capture đi hết không dưới clip clip đó trên clip trên đấy đó đặt tên cho nó là gì trên capture trên mà ở dưới trên là trên ở dưới tí ra xong rồi trên là gì capture bút đi cái em vào capture vừa tạo cái bút demo thôi đấy capture gì win mời ở cái chấm bút như vậy. Còn trên là đèn có bút. Capture này để mục đích để capture cái máy của mình xong, còn bút default là khi mà capture xong lại dùng cái bút default để bút. Đấy. Thế đây là bro là tạm phải tạm thôi để lưu cái file capture này. Để lên top. Thì start là máy luôn fit. Capture bên người thì em tắt cái này em đang dùng cái tăng hết nhật ký đi. Đấy. Tại vì nó đang nằm ở đĩa của em mà. Đặt tên file đấy, đó. Em hiểu. Đặt tên file thì còn phải đặt file cho đây đi. Phải đây phải là capture đi. Capture bây giờ. Anh đang ngủ HDD bao nhiêu? Ngủ đang không? Ô anh ngủ để ô anh có 5-2 vòng. Đó. Em bị em ngủ HDD. Thì sau khi tạo cái file này thì áp cái file này. Anh ngủ đang ngủ rồi, anh đang ngủ. Cái file tạm để cái top thôi. Thay mũi ra mà nó nghe đây thôi. Ủa nó chạy xịn rồi. Chạy được không sao? Đâu rồi đấy. Được chưa? Đâu rồi em hả? Chị đẻ hả? Được rồi đây này. Lần sau em bấm vào đây này. Được không? Đây. Đây hút gì?
Nó bé lên không? Nhanh mà. Có đến 3 phút rồi. Em cứ lo là quan trọng là em có tiền hay không. Lo lắm đâu. Chắc chắn em sẽ thấy rồi. Bây giờ mình sẽ nghỉ để làm một tí nhé.